xin chào tất cả các bạn, mình là Nghĩa Tiếp theo quay lại với video nói về điểm giống và khác nhau giữa Caption và Camera Raw. Ở phần này thì mình sẽ nói về cách đọc file của hai phần mềm này Thì đây là một cái phần đánh giá Đánh giá cách đọc file của hai phần mềm này qua quá trình làm việc và tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau Thì mình đưa ra cái đánh giá như sau Với Caption thì nó sẽ đọc file rõ ràng, mịn và sạch, khử loi rất là tốt, giữ nguyên được chất màu của file RAW Bên cấp Camera thì có xuống đọc file kém hơn nhiều Thiếu màu, thiếu cái độ bão hòa trong điều kiện thiếu sáng thì file bị loi rất là mạnh và cấp cho ăn thì có hướng đọc file vàng hơn nên rất phù hợp ở đây thì mình sẽ không nói phần mềm nào tốt hơn và phần nào kém hơn mà chỉ nói về ưu điểm của với từng phần mềm này trong trường hợp là sử dụng cấp cho ăn và camera thôi thì với cấp cho ăn có hướng đọc file vàng hơn nên nó rất phù hợp cho các bạn nào làm ảnh fashion ảnh trung quốc ảnh notebook camera đọc file nhẹ và ít độ bão hòa phù hợp cho các bạn làm về tông màu trong sáng đấy và ở cái thời điểm hiện tại thì không có phần mềm nào uh, tốt hơn phần mềm nào mà tùy vào mục đích sử dụng của các bạn thôi riêng với cá nhân mình thấy thì ảnh fashion Trung Quốc hay một số tông màu hot trend Moco Instagram đậm màu thì mình sẽ ưu tiên xử lý bên cấp cho ăn còn những tông màu nhẹ nhàng trong sáng hay là Hàn Quốc thì mình vẫn sử dụng bên camera vì sử dụng camera rất là quen thuộc rồi và làm bên camera thì có một số phần dễ nhàn hơn rất là nhiều thì cái đấy sẽ nằm ở trong cái phần nói về những phần công cụ rồi bây giờ mình sẽ vào hình ảnh thực tế để so sánh trên hai phần mềm này thì ở đây mình sẽ mở hai cái file nhất vừa mình đã có đánh giá về một cái file chụp buổi tối đúng không thì giờ mình sẽ pha mở file tối lên đây camera mình sẽ cancel và mình mở cái file tối lên này, này Đây file tối này Và mình sẽ open file tối này sang Photoshop để so sánh Và với cái hai phần mềm này thì Mình sẽ không can thiệp và chỉnh sửa gì Và mình chỉ mở trực tiếp lên Photoshop để so sánh cái, cái cái, đọc file của hai file này thôi Thật ra ở đây thì các bạn cũng đã nhìn thấy này Với này thì các bạn đã nhìn thấy là cái file bên tay trái Nó xu hướng đọc file vàng và nhìn Màu nó sẽ êm hơn Còn file bên này sẽ đọc file cảm giác nó thiếu màu và ảnh bị loay thì bây giờ mình sẽ mở trực tiết vào photoshop để các bạn nhìn nó rõ ràng hơn chi tiết hơn. thôi các bạn để mình mở photoshop vẫn chưa mở photoshop Đây mình mở thẳng ra nhé Bên cáp tròn vậy, cáp mình cũng sẽ xuất thẳng file ra. Và các bạn lưu ý, ý nhé, bên uh, cáp tròn thì khi xuất file thì các bạn uh, muốn xuất một file thì các bạn lên View dụ muốn xuất tất cả thì ấn vào edit select này thì nó mới xuất tất cả, còn không các bạn ấn một file thì nó chỉ ra một file thôi. Đây mình sẽ edit cái file này, SD 2018. Và cùng để hệ màu sRGB 1966 và 300 pixel trên in. Để mình so sánh hai file này. và thật ra cái này thì mình đã có một cái bài viết chi tiết trên website tizino rồi thì các bạn có thể lên trên website để đọc nhé đây thì các bạn nhìn thấy này đây là file được đọc qua cáp ăn và đây là file được đọc qua camera đấy thì cách đọc file hai file này hoàn toàn khác nhau luôn các bạn nhìn thấy này khác nhau rất là rất là lớn luôn bên cáp tròn thì nó sẽ cho file vàng mà cái độ bão hòa sẽ lớn hơn bên camera thì file nó bị thiếu màu và ảnh bị loay rất là nhiều đây với những ảnh bị loi như thế này chụp trong điều kiện thiếu sáng thì các chọn nó sẽ phát huy tác dụng rất là mạnh gần như file mình nhìn vào nhìn rất là mỡ file nhìn rất là mềm mà không bị loi đấy thế đây là cái điểm khác biệt rồi tiếp theo mình sẽ mở thêm một file nữa để các bạn nhìn cho trực quan thì mình sẽ mở một dạng chất ảnh fashion đi ví dụ như thế này là cái chất ảnh trung quốc làm đậm màu đấy thì mình mở file này mình cũng xuất trực tiếp qua photoshop mà không cần qua chỉnh sửa gì cả Thì các bạn như các bạn thấy này đây, file này là phải được được đọc qua capture này thì các bạn nhìn thấy màu sắc và chi tiết thì nó sẽ rực hơn đúng không và cái file ra mặt bao giờ nhìn nó cũng êm hơn ra à, mặt bao giờ nhìn nó cũng mềm hơn nó không bị loi đây so với file camera thì cái màu sắc độ bão hòa ít hơn nhưng cái chất file bao giờ nó bị hơi loi loi một chút đọc file nó không được tốt ấy thì với cái file nhẹ nhàng như thế này, file độ hòa ít thì nó sẽ phù hợp cho các bạn làm trong sáng đấy. Trong sáng và nhẹ nhàng Hàn Quốc chẳng hạn. Còn với file như thế này phù hợp các bạn làm những chất ảnh đậm màu rồi Instagram hoặc là Trung Quốc. Hay quần áo lookbook, ví dụ ta ra là sau này các bạn chụp sản phẩm nhiều, chụp quần áo sản phẩm hay là uh, chụp quần áo sản phẩm hay là các bạn chụp lookbook thì các bạn muốn giữ lại chi tiết màu sắc tốt thì các bạn nên sử dụng bên cấp cho ăn nhé nó sẽ giữ lại màu sắc rất là tốt trên chi tiết quần áo còn uh, bên camera thì nó bị auto trừ cái độ bão hòa đi thì đấy là cái hai cái phần khác biệt lớn nhất giữa camera capture one ở trong cái phần đọc file và nó không như mình đã nói ấy, không phần mềm nào tốt hơn phần mềm nào nhé bạn các bạn nhớ là không phần mềm nào tốt hơn phần mềm nào trong thời điểm hiện tại mà tùy vào mục đích sử dụng của các bạn thôi các bạn nào làm ảnh thời trang fashion notebook trung quốc instagram đậm màu thì các bạn làm bên cấp cho các bạn nào nhẹ nhàng trong sáng thì các bạn bên lên là bên hàn quốc và đấy là cái quan điểm cá nhân của mình rồi như vậy là đã xong phần video cách đọc file trên hai phần mềm này rồi chào tất cả các bạn và các bạn nhớ ấn vào subscribe kênh youtube của Tizino để theo dõi nhiều cái video hữu ích hơn. Chào tất cả các bạn.